Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Rồi, chúng ta cùng nhau chơi nốt cái sự kiện cứu viện Tây Thiên để có thể lấy skin 4 thầy trò đường tăng anh em nhé. Để cứu viện nào, ải số 16, Hắc Hà Chim Nhím nè. Bắt đầu từ ải số 16 thì anh em có thể bản đồ lại thay đổi thì click vào đây nha. Yêu quái rơi vào sông thì bị chìm, hãy đặt sư đồ lên huyền quy để vượt ải. Ok, này đơn giản. Đầu tiên là mình cho em yêu quái này nó chìm nghỉm cái đã anh em này. Chìm luôn. Tiếp theo cho con này là bị chìm luôn này anh em này. Rồi, bây giờ ba thầy cho lủng lẳng xuống đây đi. Ok luôn. Khá là đơn giản này 16 anh em nhá. Tiếp theo, số 17. Hư đạo hưng tăng. Ui giời. Mẹo ở đây anh em có thể nhìn thấy là hai cái mai rùa nó nằm ở góc này mà thẳng hai con yêu quái này, tức là kiểu gì kiểu mấy cái ông thầy trò nó phải đù hai con yêu quái này nó mới sang được. Đấy, cho nên là cứ cho hai con cuối cùng này nó rớt xuống cái đã anh em ạ. Đấy, cho nó bay màu luôn. Tiếp theo này, đấy, anh em thấy không? Đơn giản mà. Đó. Bây giờ là xuống luôn. Ok, xong ải 17 anh em nhá. Tiếp tục ải số 18. Đại thủy trên đường. Ok luôn. Tương tự như thế cho chư bát giới xuống trước cái đã này anh em này. Tiếp theo là mình sẽ cắt đứt một con này trước cái đã. Cho con này rơi xuống đi. Rồi ok mày đi đi. Bây giờ là đến Sa Ngộ Tĩnh thì chắc là đu được vào đây rồi. À nếu thế thì đường tăng này chắc cũng sẽ rơi vào đây được thôi. Thế thì mình sẽ cắt cho Ngộ Không rơi xuống đây nha anh em. Úi giời, xuống luôn. Ấy giời, ok luôn. Bây giờ thì mình sẽ cắt bỏ cái này đấy. Rơi vào đây đi sư phụ ơi. Easy luôn. À số 19, thần rơi thiên hà. Ok. Đây kiểu gì cũng phải cho đường tăng cả sư phụ rơi trước này. Xuống luôn. Tiếp tục. Đấy. Ok luôn. Hai con cua này thì mỗi con để cho nó sang một bên anh em nhé. Mày dụng luôn. Đấy, cho nó bay màu này anh em này. Giờ là đến hai thanh niên này là xuống thôi. Ok. Thì xuống tiếp thôi. Đó, easy mà. Bây giờ là tiếp tục là đến hai con này tách ra này. Tách khỏi sư phụ tôi ra. Ok luôn. Giờ xuống đi. Ôi giời. Năm thầy trò trên cái mai rùa chặt quá. Ải số 20, Ngư Lam hiện thân. Úi dồi ôi. Rồi đầu tiên là phải cắt cái này ra này, cho là con này nó bay đi đã anh em ơi. Đấy. Rồi mấy cái này là đi một lượt hết ba ông. Ok cắt đây này. Cắt ê, cắt tiếp phân nữa ở đây này. Thế này đơn giản thôi. Xuống tất. Úi dồi. Ải 20 dễ nhất trong tất cả các ải luôn anh em ạ. Đơn giản quá nhỉ, mình hoàn toàn có thể lấy được skin rồi anh em ơi. Ok. 18, 17, 16, 20. Rồi. Thế thì bây giờ có cái dương này rồi. Trong 4 skin thì chúng ta nên lấy skin nào. Bây giờ mình sẽ vào mình chọn luôn nha. Xem skin nào đây. Wow, đường tam tạng này, Tôn Ngộ Không này, Trư Bà Trời này, Xá Hòa Thượng này. Chính ra chứ bắt dưới béo sẵn rồi ấy, thành ra là nhìn ngoại hình làm béo như này đâm ra nó vẫn cứ thuận mắt. Còn Tôn Ngộ Không với cả sư phụ với cả Sao Hòa Thượng này thì nhìn nó cứ bị làm sao ấy anh em ạ. Ở đấy là ý kiến cá nhân của mình ấy nhá. À không, nhưng chính ra đường tam tạng trông cũng hay hay này. Mình đang phân vân với đường tam tạng với cả chữ bắt giới. Và khả năng là mình chọn đường tam tạng đây, bởi vì trông có vẻ là màu mè hơn tí nha anh em ơi. Ok, bây giờ vào túi để lựa chọn phát anh em ạ. Đấy rồi, đường tam tạng chọn lớn đi. Xem quả giao diện như thế nào nào. Ừ, đây ơi. Ok. Kích hoạt mở khóa ngay. Rồi. Trông hai phết anh em ạ. Ui xồi. Béo thế nhỉ. Ui dồi ôi. Áo thật đấy. À đi chặt cây tí xem hiệu ứng của đường tam tạng như thế nào anh em nhé. Ra làm sao đây. Ây à, cũng vẫn thế thôi. Mình có thấy hiệu ứng gì khác nhỉ. Mỗi ngoại quan là nhìn nó thay đổi tí. Thế để mình xem thử xem là đi Pika như thế nào nhỉ. Mạo hiểm. Khiêu chiến luôn xem oanh đấm trông ra làm sao đây. Ui rồi, cầm gậy nhưng mà vẫn phải lao đến. Chứ không có kiểu là đánh thường anh em ơi. À có bắn. Vừa nói xong thì có bắn anh em nhá. Bắn ra một cái tia gì đó. Đấy anh em thấy chưa. Ồ thỉnh thoảng đánh thường, thỉnh thoảng bắn ra một tia. Ồ, thế mà không đủ sát thương để ăn được con boss này. Cay thế nhỉ. Ok thì